Ok, để các bạn thấy em này. Ví dụ nha, lịch apply một cái màu đậm đi. Cái màu màu này này. Màu này màu 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 xanh lá chuối. Để lấy màu này này. Chính đắp cái màu nào đậm đậm xí cho mọi người dễ thấy nha. Đây. Tôi muốn đắp màu này thử không? Khi mà các bạn đắp bột á, mày cày hũ design đó lệch mua ở đâu vậy? Cái đó lệch mua ở online nha. Nếu mua được online á, nhìn nó lệch đắp này ha, lấy cục bột này, còn thấy không? Các bạn á, nhiều người đắp bột biết tại sao mà bị hở bị lít không? Tại vì á, lấy bột lên mà bột nó chưa có chín rồi xong rồi bỏ lên. Bởi vì tại sao nó bị là đúng rồi. Các bạn thấy không, nhìn này, cục bột mình lấy lên này. Nè, đừng có bỏ lên liền, nó phải chín như vậy, các bạn thấy không? Nó chín như vậy các bạn mới bỏ lên. Còn nếu các bạn bỏ lên liền á thì nó không có đủ cái độ chín thì nó sẽ bị dễ lít rất là dễ ha. Bạn đôi khi đắp nó bị bẩn. Nè nè. Các bạn lấy lên ha, nhẹ nhàng, các bạn thấy không? Nó phải nhẹ nhàng như vậy nè ha. Đó. Cái ví dụ thường người ta đắp mà hai bị dư như thế này, các bạn biết tại sao bị dư không? Đa số nhiều người bị dư á, tại vì á đắp tới đây phải cắt cái chỗ này này, đừng có cắt xa quá là bị ha. Các bạn bấm nút xe cho lệch nha. Này. Nó sẽ bỏ lên này. Các bạn nhìn thấy không? Cục bột nó phải chín như vậy này. Sau mình bỏ vô mình giữ 3 giây này. Rồi sau mình đẩy vô critical này. Đẩy nhẹ nhàng thôi. Các bạn thấy không? Đó, mình đẩy xuống nhẹ nhàng. Đó. Nhiều người bị lít hở với tại sao không? Đừng có lấy cái cọ bỏ ngay đây. Vuốt ra mà vuốt cái đây trước này. Vuốt chỗ này trước đã. Vuốt đều cho hết đã. Đó. Rồi xong cái đầu mình mới dứt cái cọ ra ngoài này này. Đó, mình dứt cái cọ ra thì tự động cái bột nó sẽ mòn, nó tròn vô. Đó. Bởi vì nhiều bạn á cứ bỏ lên rồi xong rồi vuốt vậy này, đừng có vuốt nguyên cả ngón tay. Các bạn vuốt nguyên ngón tay là bột nó sẽ bị lít hở hết. À, nhớ nha. À, ví dụ bột nó khô đây nè, anh này sẽ đập xuống. À, cho nó đều vô. Nói dữ quá bột cũng khô cứng luôn rồi. Rồi. Ok, ví dụ như là có cái tiếp theo là hướng dẫn cho cách đắp này ha. À, đại khái như ombre cũng vậy nè, ombre cũng dễ nè. Anh lại có cái hộp bột ombre, anh lại kéo cho mọi người xem thử ha. Đây này. Trời ơi, cái móng tay nó ghê thiệt. Cái tay này là anh lại đi supply, là anh lại lấy bột của người ta lại tiếp lên tay. Các bạn nhìn nha. Này. Này. Cái bột thì các bạn thấy không? Nó phải chín như vậy này. Các bạn bỏ lên này. Các bạn giữ 3 giây. Xong các bạn đẩy ra da hông này ha. Đó, trong ví dụ trong cái thời tiết các bạn thấy không? Nó quá mau khô đi thì Alex phải làm gì? Alex phải lấy nước, Alex phải làm cho nó lạnh lạnh xíu đó. Từ nha. Trong là lạnh rồi. Alex sẽ lấy xí nước bỏ đây. Đây là cái nước mà em đắp xài ly Việt Nô em ơi. Em bỏ vô đây nè ha. À, thường thường á mới vô nghệ thì đắp hai cục. Đắp hai cục thì chơi như vậy này. Bỏ này ha, giữ 3 giây, các bạn thấy không? Các bạn bỏ một xí nước lên các bạn sẽ thấy nó khác liền. À, làm bột là gì? Alex nói là tùy cơ ứng biến. Chứ không phải là cái ngày nào mình cũng cách làm cũng làm giống nhau được. Cho mình bút ra này, căng mỏng này. Căng mỏng, đây là làm ombre nha. Này bút mỏng này. Các bạn biết á, lưu ý ở dưới này là phải mỏng này. Nhưng xuống đây á, nó phải dài vậy đấy, các bạn thấy không? Nó phải dài này. Cho hát chữ tích này ha. À. Các bạn biết mà đam mê đến neo nổi mà giống như là ngủ cũng thấy neo, đi đâu cũng thấy neo. Còn thấy không? Cái bột nó rất là dẻo ha. Rồi bây giờ anh lại sẽ đắp
cái màu nút lên thử ha. Màu nút là cái màu mà Kim Kalasa đây đi đà đó. Cái màu là màu ombre ha. Trời ơi. Đây màu lợt xí nữa. Đây là cái này. Màu này cũng đẹp. Lệt bỏ lên ngay. Bỏ lên các bạn thấy không? Đó, kéo là nhẹ nhàng. Đó. Ví dụ thường thường ai là chỉ cho các bạn thấy không? Khi ra đẹp rồi ví dụ này đừng có vuốt đây nhiều này. Đa số nhiều người dùng cái cọ vuốt đây nhiều này ha. Nó lòi cái line ra liền, thấy không? Các bạn thấy không? Đây là cái màu lạnh nhất. Đó, cái màu lạnh nhất. Khi mà đẹp rồi các bạn nhớ đừng có, các bạn nhớ dùng cái cọ này ha. Các bạn ép như vậy này. Các bạn dùng cái thanh cọ các bạn kéo ra. Đừng có dùng, đừng em muốn mua bột bạn bên anh phải tính làm sao anh. Đừng có dùng cái thanh cọ, tại vì nhiều người đa số nhiều người dùng thanh cọ vì thấy hết. Ha, nhớ nha. À, ví dụ như thường thường á nó ra, ví dụ như thường thường anh lại nói mấy cái màu ra đẹp rồi thì mình đừng có làm nữa. Còn ví dụ như mà muốn nó đẹp hơn, các bạn thấy nó ra thấy không? Ví dụ muốn đẹp hơn nữa ta là chỉ kết nối này. Bỏ một xí đây này ha. Bỏ ngay đây. Ha, kéo này, 1 này, 2 3, các bạn thấy không? Đó, tự động nó ra này ha. Đó, nó đều. Trời ơi. Nó đều không? Nó đều xong rồi mình vuốt từ trên xuống luôn. Đó. Rồi, có muốn Alex làm marble không? Marble á, ha, để Alex làm thử một ngón đá nha. Kim cương đá hột xoàn á. Cái đá cẩm thạch ý. Thấy không? Đó là cái cách mà các bạn làm ombre những cái màu khó. Tại vì đối với Alex nghĩ cái những cái màu này thì nó hơi khó xí, nhưng mà các bạn biết cách á thì các bạn sẽ làm nó rất là đẹp. À, để Alex làm bỏ cái treo các bạn thấy thử nha. Bây giờ lại bỏ cho cái máy lạnh này ha, nó khô các bạn thấy không? Các bạn sẽ thấy được cái độ loang tự nhiên này ha. Độ loang tự nhiên nó không có bị lòi ra nhiều. Đó, để hay là ví dụ là sẽ bỏ một cái ngón treo lên. Các bạn sẽ thấy không? Bỏ treo lên sẽ thấy nó sẽ thấy rõ rệt này ha. Đó. Nó rất là tự nhiên ha. Rồi. Bây giờ lại sẽ làm just nail, ok anh Thu Vinh. Ok bây giờ Alex sẽ làm một cái đá cẩm thạch đi ha. Đại khái đá cẩm thạch đi. Nhiều người thích đá cẩm thạch lắm. Đá cẩm thạch thì mình dùng màu Chikachi ha. Màu này. Màu này là ở Việt Nam mình gọi là Chikachi. Ở bên Mỹ gọi là Baby One More Time. Tình yêu mà giống như thực đo thử thách. Xa cách là thử thách tình yêu. Nếu có yêu anh thì xin hãy chờ đợi. Đừng tham nguyện vọng cho xong rồi. Có khi nào Alex đang ngủ mân mơ vỗ tay nằm mơ làm phú sẹt không? Alex nằm mơ nằm tay có nhé. Ok bây giờ Alex sẽ làm cái marble nha. Các bạn nhìn thử trong cái ba cái màu này, cái marble nha, Alex làm ra có đẹp không nha. Thường thường á, mà cái màu này á, thì các bạn cho nó một xí màu gì biết không? Một xí màu đen vô. Xí màu đen vô thì nó rất là đẹp hơn. À, thì thường thường á, đá cẩm thạch á, thì là chỉ cho các bạn mua cái này ở ngoài Michael á, ha. À, mua ở ngoài Michael hay là Walmart gì đó. Whatever. À, bỏ vô ha. À, bây giờ anh sẽ làm đá cẩm thạch ha. Các bạn nhìn tay Alex này, trời ơi, cái này là dip á. Dip mấy ngày rồi đó. Trời ơi, dip mấy hồi chiều á. Ok, bây giờ Alex sẽ đắp thử nha. Nhìn này. Bây giờ Alex sẽ thử cái mẫu thí nghiệm đi. Thường thường á, các bạn muốn làm marble á, là phải lấy màu lạc trước. Màu đậm, rồi màu vừa, rồi màu đậm. Đậm này, các bạn thấy đậm không? Nó cực kỳ đậm. Đó, phải lấy 753 là lạc ha. Nói chi mà hay vậy, hay rửa. Ma bồ đi anh ơi. Ok, này Alex sẽ làm thử một cái nha. Này lấy màu lạt này nha. Đậm, lạt. Các bạn thấy không, nó phải ra này ha. Này nó tự động nó sẽ quyện ra này, các bạn thấy không? Tự động nó sẽ quyện ra. Các bạn thấy không? Khi các bạn nhích cọ quá là các bạn phải nhích từ đây giữa hỏng cọ lên. Là từ chỗ này móc qua đây. Hiểu không?
Bubble có nghĩa là từ đây qua bên thằng B móc vào thằng C, hiểu không? Chứ không phải là nó giống như con rắn vậy, không được làm như vậy. Làm vậy là sai nha. Làm lại thêm một lần nữa nha. Trời ơi. Hai lọc. hai trang. Nè, được làm lại thêm một lần này. Thấy không? Nhanh lên này. À. Còn thấy không? Thấy không? Phải đi cho nó tự nhiên ha. Đây ví dụ nó lại thấy đây, test mé nó đi, bỏ một xí đen xanh trắng đại khái đi vô đây. Vô đây cho nó dẫn vô. Còn thấy không? Thì tự động nó loang ra, thấy không? Tự động nó sẽ loang ra. À, nó rất là tự nhiên. Đó, thì trong cái thời gian đó thì các bạn thể attach thêm kim tuyến, hột xoàn, diamond, whatever, thấy không? Thì mình bỏ cái vô này ha, mình bỏ đá cẩm thạch vô. Đó là các bạn lắc cái vô đó thì không? Từ từ vậy lắc ha. Trong cái phòng phạm vi này, đó. Thì có thể mình add những cái kim tuyến để kia, nó tùy theo mỗi cái cảm ứng thôi. Nhưng mà nhớ là đừng có lấy tay vuốt xuống ha. Nhớ là đừng lấy tay vuốt xuống nha, vuốt xuống là cái hư hết. Đây là cách thứ nhất. Đó, đây là cách thứ nhất. Đó. Rồi xong rồi á, thường thường á mà marble vậy thì nó nhìn nó đẹp rồi, ở đây nó đẹp rồi, nhưng mà ở đây thì nhìn nó hơi bị đơ. Đơ tại vì nó thấy giống như là mình gánh đồ giả lên, đúng không? Thì thay vì đó mình sẽ làm sao để nhìn nó đi vô trong vân đá, hiểu không? Giống như mà đá mà nở hoa, nở kim tuyến vậy đó. Thì các bạn sẽ lấy trong hai màu lạt này này. Trong hai màu này ha. Các bạn lấy ra ngoài này, các bạn thấy không? Các bạn lấy lạt ở ngoài này, các bạn thấy không? Lấy lạt ở ngoài này. Lạt ở ngoài cái viền thôi. Đó, các bạn thấy không? Lấy ngoài lạt ở ngoài thôi. Thấy không? Đó, lấy ở ngoài thôi. Thì tự động nó sẽ nằm trong hết. Các bạn thấy không? Thì nó nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và nhìn nó sẽ tự nhiên hơn, là dễ thương hơn, thấy không? Thì nhìn nó sẽ tự nhiên hơn ha. Đó là cách thứ nhất ha. Còn cách thứ hai, cách thứ hai thì Alex sẽ làm marble kiểu gắn foil lên. Đó thì đại khái nha, Alex sẽ lấy ba màu, nhanh tay nha. Trời ướt, bỏ nước lên. Đó, bỏ lên. Còn thấy không? Bỏ lên đây. Đó, kéo qua, các bạn thấy không? Đây là cái cách mà Alex làm nhanh. Alex làm chứ cực kỳ loáng. Đó, bỏ miếng nước vô, loáng. Đó, làm giống như loáng vậy đó, loáng. Còn thấy không? Loáng là. Các bạn nhớ nha, càng ướt càng nhanh tay thì nó càng đẹp. Càng ướt càng nhanh tay thì nó càng đẹp, các bạn thấy không? Mà marble 3D. Còn thấy thì tổ loáng của cái nail sẽ đẹp hơn. Là hai con ngủ bên bây giờ gần 2 3 giờ sáng rồi đó. Này thấy không? Thì nó loang nó tự nhiên hơn, các bạn thấy không? Đó, đây là một đi nha. Nhưng với điều kiện các bạn phải bỏ cái gì lên biết không? Các bạn phải bỏ cái clear lên. Đó. Đây là cái marble cái thứ hai mà các bạn thấy mọi người hay làm trên đó đó, nó rất là dễ. Thay vì lấy nước sơn thì mình làm bột, thường thường á làm bằng bột á thì nó sẽ loang đẹp hơn. Mà marble là gì? Marble là mình cảm thấy nó đẹp rồi thì mình đừng có làm nữa. Đó vậy thôi. Rồi, đây là cách thứ hai nha, nhớ chưa? Rồi, cách thứ ba. Thường thường á, những bạn mới vô nghề thì có thể là họ sẽ làm khó hơn, đúng không? Họ thấy khó hơn thì mình sẽ làm cái kiểu này. Mình sẽ làm kiểu trọn đời bên em. Trọn đời bên em. Này các bạn thấy không? Giống đá cẩm thạch không? Đó, bỏ vô. Đó. Mình sẽ bỏ vô ha. Đó, các bạn thấy không? Alex sẽ quấy ra này ha. Đó. Bỏ xuống. Nó giống đá cẩm thạch vậy đó. Từ từ nha, chưa nha. Alex sẽ bỏ vô một xí nữa. Cho nó ra giống đá cẩm thạch. Thêm xí thằng vô ha. Đó, cho nó loang tự nhiên nha. Rồi, còn thấy không? Tại sao Alex bỏ vân đen nhiều hơn? Tại vì á, khi các bạn bỏ cái foil lên á, mà các bạn muốn cái foil của mình nó sáng, nó đẹp và nó sexy á, giống ai ta? Giống Nguyễn Neo cho em khỏe anh em. Trời ơi, học sinh của thầy ở Việt Nam, học sinh lớp Sài Gòn hí, với nhau ấy. Nè, thì Alex sẽ bỏ một xí đá lên đây này. Còn thấy không? Thì các bạn bỏ lên. Đây là cái cách mà mình ăn gian. Tại vì á, các bạn không làm cái đen ở dưới á, thì các bạn sẽ không thấy được cái marble đẹp. Đây là cái mà cái mẹo Alex chỉ cho. Còn
Alex biết á, mỗi người có một cái hay riêng, và thứ hai là cái marble là cái sự may mắn nữa. Nên nếu các bạn may mắn thì các bạn sẽ làm rất là đẹp ha. Đó. Tại nguyên cả ngày trên công ty Alex không có thời gian để làm live, Alex rất là busy. Tối về thì Alex hay ra đây ngồi nghiên cứu với design. Thì nghiên cứu bên đó thì Alex cũng muốn gặp cỡ mọi người tám một xí. Nên cũng sao hết. Những bạn nào mà ở bên Mỹ mà khuya gần 1-2 giờ sáng đi ngủ nha. Đó, đi ngủ sớm còn mai còn đi làm nữa. Rồi ví dụ ở đây Alex muốn gánh xí đúng không? Nè, đôi khi Alex nói thì có thể mọi người chưa thấy được nên Alex sẽ bỏ một thứ chỗ này, các bạn thấy không? Nè, đại khái Alex bỏ một méo này, các bạn thấy không? Thì nó không có đẹp, nó không có hiện lên giống như thằng bên này. Tại thằng bên này có cái đen, mà thằng này không có cái đen thì nó không có hiện lên. Đó là tại sao mà khi các bạn làm marble nha, các bạn phải làm sao để có một cái sexy giọng ai thầy sẽ cảm ơn này nhiều. Ok, nhớ nha, là các bạn phải làm sao như vậy đó. Rồi các bạn sẽ ít lên, ví dụ các bạn thấy đây đúng không, thì bây giờ anh sẽ đá thêm vài cái kim tuyến hay là cái gì đó cho nó vô cái viền này này ha, vô cái viền này đó, tùy theo các bạn thích thôi đó, ít lại thôi đừng có nhiều quá đó, tùy nha đó, tùy theo các bạn mà design theo cái sở thích của mình đó. Nhưng mà cái marble là như vậy thôi, nó chỉ cần lỏng vậy thôi là nó ăn điểm người ta rồi ha, không cần nhiều gì hết á đó. Đó, vậy ha. Thấy không, khi mà xong rồi các bạn chỉ apply bột clear lên, các bạn bỏ gel lên, các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp, nó đẹp lắm, nó sexy nữa, nó giống như Lady Gaga vậy đó. Biết Lady Gaga không? Lady Gaga là bạn của nó, là sẽ bỏ clear lên. Đẹp quá thầy ơi. Nè, sao lại sẽ bỏ clear này. Nè, bây giờ Alex sẽ bỏ clear lên, các bạn mới thấy được cái độ đẹp tự nhiên của nó. Nè, các bạn thấy chưa? Alex sẽ bỏ clear lên nha. Này bỏ clear lên này, kéo này. Nè. Đó, nó sẽ nằm trong đá hết ha. Hả? Các bạn phải làm sao mà cho nó mỏng nha, đừng có dày quá. Thích quá ha. Đây là cái mà Alex muốn chia sẻ cho những bạn nằm ở Việt Nam, tại vì những giờ này các bạn rất là may mắn. Tại vì thường thường Alex live sáng quá thì mọi người đang ngủ đúng không? Thì nhiều người ở Việt Nam họ nhắn tin cho Alex rất là nhiều. Trời ơi, Alex live đi, muốn Alex là coi live của Alex, nhưng mà Alex cái giờ nó Alex không live được, tại vì cái giờ ngủ. Mà ngược lại cái giờ ở Việt Nam thì các bạn ngủ nên nó bị khác múi giờ nên nó rất là khó. Đó ha. Rồi xong, các bạn thấy không? Alex đã làm trọn vẹn trong cuộc đời nó rồi này ha. Các bạn thấy không? Khi mình bỏ clear lên nhìn nó khác không? Nó khác với cái tông đá liền, nó không có giống cái thằng kia nữa. Nó nhìn nó rất là tự nhiên. Lại thánh giờ này cũng có người gọi mua slide nữa, trời ơi. Giờ này có người vô slide ở Việt Nam nữa thầy ơi. Có thể là tại giờ Alex tính là tháng 10 này về là, nhưng mà bên công ty Alex bây giờ quá busy nên Alex tính có thể là sang năm Alex sẽ về. Tại vì quá busy đi. Alex cảm ơn mọi người ở Việt Nam rất là nhiều. Và Alex cũng đang tính là sẽ làm sao để có hàng, tại nhiều người họ rất là muốn bên cái hàng của Just Nail. Nên Alex sẽ tìm đường nào để đưa về cho dễ. Thì những bạn nào mà hay chuyển hàng từ nước ngoài về thì ví dụ có những cái đường dây chuyển hay là những cái công ty thì các bạn cho Alex cái số điện thoại đi. Thì có gì Alex liên lạc được, nếu mà được thì Alex sẽ coi tình hình như thế nào để Alex chuyển hàng về cho mọi người. Tại vì Alex chưa chuyển hàng về Việt Nam chưa bao giờ nên Alex cũng không biết tình hình như thế nào. Các bạn thấy không? Này, nó khô đúng không? Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ gel lên này. Các bạn thấy không? Bỏ gel lên nó rất là đẹp. Các bạn thấy không? Đó là đây là Alex chưa có dũa nữa. Ha. Chưa có dũa nữa. Này. Các bạn thấy không? À, để Alex xí nha. Alex bỏ cái hộp lên này. À, các bạn nhìn này. Focus quốc hình. Đó. Alex nghĩ bỏ vô đèn một cái nữa. Tại vì sao? Hình như Alex nghĩ là bỏ vô đèn một cái nữa cho nó cái bột clear nó khô nữa. Các bạn sẽ thấy nó tông hơn nữa. Đây Alex xí nha. Alex bỏ cái đèn nữa. À, đó, thì
rồi. À sao anh dùng liquid hiệu gì vậy? À, liquid của Alitap á, liquid của Alitap này liquid hiệu Dasleo nha. Liquid hiệu của công ty Alit luôn. Thì nói chung cái liquid đó thì nó khó lắm, cái license cái đường cái vận chuyển nó khó lắm, thì Alit nghĩ nếu mà liquid về Việt Nam thì nó hơi khó, tại vì nói liquid là chất cháy. Nên thường thường á ở bên Mỹ thì chuyển thì nó dễ, nhưng mà về Việt Nam thì Alit cũng không có sure được. Lưu hình có khô nhanh không hả? Ok, để Alex phân tích cho mọi người hiểu. Có thể là nhiều bạn chưa hiểu được cái lý thuyết mà cái lý thuyết mà các bạn đắp bột về cái nước EMA hay là cái nước MMA, hay là tại sao bột nó mau khô. Các bạn nhớ cái bột cái nào cũng giống nhau hết, tại vì bột không có nghe mùi được, đúng không? Nhưng mà liquid các bạn sẽ nghe mùi được. Với vậy liquid cái công ty người ta ra mỗi tháng mỗi khác, ví dụ như 4 mùa cũng là một cái thương hiệu, nhưng mà người ta sẽ ra 4 cái thể loại khác nhau. Có nghĩa là mùa đông người ta sẽ ra cái loại là hơi mau khô xí, mùa hè thì người ta sẽ ra cái loại lâu khô xí đó, tại vì trong cái hóa chất người ta làm thôi đó. Nên nhiều bạn xài liquid đôi khi các bạn đắp tại sao nhiều bạn có thấy nhiều chỗ nó khác nhau, và đôi khi cũng là một cái đại khái như có nhiều bạn tại sao cái liquid của người kia nó hôi dữ vậy, cái liquid của người này tại sao nó thơm dữ vậy, hay là cái liquid của người này nó hôi dữ vậy. Mỗi người nó khác nhau. Tại gia đình nói nếu mà mình làm nail nhiều rồi á, các bạn làm một cái tiệm làm nail nhiều rồi á, các bạn thử nhiều quá rồi các bạn đâu có, các bạn thử nhiều quá rồi các bạn đâu có cảm nhận được, đúng không? Giống gia đình này làm nail nhiều quá rồi, giờ đưa liquid nào, ví dụ như đưa liquid xuyên đi hay vô thử thấy nó bình thường đó, nhưng mà đưa những người khác đó, nó vô người ta nóc liền, người ta không có quen, nên cái tâm lý là như vậy. Giống như những người họ không làm nail vậy, ví dụ như họ vô tiệm mà nghe mùi cái là họ chạy, nhưng mà mình làm nó mình hít chặt nó coi như nó lợn rồi, đúng không? Đó, thế nên bởi vì anh em nói là cái liquid nó một phần thôi, nó hôi ít hay là không ít thôi. Để các bạn thấy không này, đó, nó ra này thấy không, đó, nó xuất hiện trong này thấy không, đó, cái máy nó lại không thấy xa xa chứ này, đó, nó hiện trong này, đó, như vậy thôi, đó, thì nó tùy theo cái mùi nặng hay mùi nhẹ thôi, đó, hiểu lại nói không? Đặc cái thứ hai nữa là mỗi người làm nó khác nhau nữa, đó. Ví dụ có nhiều người khách á, mình vô mà liquid của mình người ta thích thử